ngồi đây vô đây tham gia nè, coi cần thiếu gì thì mua nè. Nè nè, coi cho con thích cái nào, con thích cái nào mua đi, tham gia đi. Trời ơi, bộ nồi này nó đẹp ghê nè, từ lớn tới nhỏ mà có 900 ngàn nè. Bây giờ là mình mua đồ online thôi. Online là mình mua đồ trên mạng á, là mình không có phải đi tới cái chỗ đó mà mình mua nữa. Mà mình trên đây là mình chọt vài cái thôi là người ta đem tới cho mình, không có tính tiền mà giao đồ, tiền ship đó. Nè, không thấy có phụ thu mà em lựa cái gì chưa? Em đang lựa cái chảo mà không biết có bán riêng không? Ê đi coi này, chỉ có đủ cỡ đủ. Tìm đi, tìm chồng. Đây nè, nè. Đầu từ lớn tới nhỏ nè. Ôi trời ơi. Đẹp ghê chưa? Con không mua hàng online là tại vì hàng online toàn là hàng điểu, hàng giả, hàng nhái không à. Bộ cả nhà mình không biết hả? Ai cũng bị lừa hà rầm kìa. Hả? Trời ơi bà Sáu. Sao kỳ vậy ta? Cái gu bà ngộ quá ha. Sao chị mua gì không kỳ vậy? Bữa là cũng cái đầm này dải này, nhưng mà không có cái bèo bèo này, nó dài thẳng xuống rồi nó chít cái lưng thun ở đây là cột cái dây, thì cái đó là chị bận đi tiệc cũng được mà. Mà sao cái này nó xòe ngắn là chị sao vậy? Chắc nó hết dải rồi bay tới đó. Trời ơi. Thôi chị cho em luôn đi, em về cho cười ta. Còn cô đồ của cô có gì lạ không? Đồ em mắc cười quá, để em coi rồi mắc cười em giấu luôn, không dám mở ra luôn. Cái gì vậy? Không. Gói lại như lúc nó gói cho mình ha. Chị gói nhỏ lại, chị kiếm cái hộp chị bỏ vô ha. Xong rồi chị phải đi tìm địa chỉ của nó ha. Chị ghi địa chỉ vô. Nhưng mà vậy xong rồi chị đi ra bưu điện ha. Chị đi ra bưu điện chị gửi lại cái địa chỉ đó. Xong rồi chị phải gọi điện thoại cho nó. Không, chị xác nhận nghe. Cái gì vậy? Hàng online đó. Ủa? Biết gì không có mua